Rồi hôm nay uh, chào anh em nha Hôm nay trại mình lên một số cá Nhưng mà có ba dòng thôi à, Rồng đỏ với rồng tím rồi uh, Dumbo Thì uh, giá mình sẽ báo thẳng luôn Và mình xô hồ kính cho anh em xem luôn Đó thì chứ uh, xô dưới không anh em đâu thấy được con cá đâu Đây rồng đỏ nè Ở dưới thì nhìn thấy mê không Nói chung là cá mình lựa lại hết rồi nha Cá mình xuất trại mới thì lựa lại hết rồi Chứ không phải là cá xa cạ này nhiễm này kia đâu Thì uh, giá là 13 ngàn một em Anh em thích lấy trống thì trống mái thì mái Đó, Mái cũng đẹp lắm còn ở đây là thằng Dumbo bit e Moon Đó Nói chung là để dưới là thấy một lần một, một hồ vậy là 100 đến đến 300 con vậy đó Đó mình xô đại cái mà cá nó đều đều nhau hết nè Cho nên anh em khỏi lo về mấy cái vấn đề mà cá xấu này nha Cá xấu là mình hoàn tiền hết Có nhiều người mua biết hết rồi Giá là 35 ngàn một con nha Đó 35 ngàn con anh em mua bao nhiêu con trống máy tùy Đó còn đây là rồng tím thì anh em cứ ai mà thích màu tím mộng mơ rồi thì liên hệ mình nha Cá đa số full latium Tím tia Thì giá của em nó là 13 000 một con Nói chung giá này là giá báo lẻ nha Còn anh em khách sĩ thì tuần sau bắt đầu xuất sĩ Giá dao động từ 15 tới 19 ngàn cặp Tha hồ mà lấy về bán lại Bao lời Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua nha Ai lớp vui anh em Anh em nào cần thì comment lên dưới nha